khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Minh Châu. Em chào anh Vũ. Anh Vũ ơi, mấy ngày đầu năm của anh như thế nào, anh kể cho Minh Châu và quý vị khán giả nghe đi. Rất là bận rộn Minh Châu à, tại vì những ngày lễ Tết mà công việc bếp của anh thì luôn luôn bận rộn. Và ngoài đó anh phải còn chuẩn bị cho gia đình nữa, sửa sang, sắp xếp lại nhà cửa nữa. Rất là bận rộn. Còn em thì sao? Em á hả? Thì em cũng hay đi chợ để mua những món ăn về nấu cho gia đình. Mà anh biết không, hồi sáng này nè, ngoài những món ăn mà trong cái bí kíp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đó, thì em có ra chợ và thấy được có một người bán bồ câu rất là ngon. Mà người đó cứ nói với em là bồ câu ra ràng ngon lắm mà hiếm nữa. Thì em cũng không hiểu bồ câu ra ràng là sao hết. Mà em cũng mạnh dạn mua mấy con để nhờ anh Vũ chỉ đó. Thưa quý vị và các bạn, bồ câu ra ràng thì rất là ngon. Thịt chắc nhưng mềm, phù hợp cho các món quay. Quay hả anh? Tìm hầm thì có thể là em sẽ làm được, nhưng mà quay có bộ nghe khó quá à. Thật sự ra thì nếu mà quay đúng kiểu như của bồ câu quay người Hoa thì rất là phức tạp. Nhưng hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em cũng như quý vị và các bạn một cách quay bồ câu thật là đơn giản mà ở gia đình nào chúng ta cũng có thể làm được. Đó là món bồ câu quay nước dừa. Thưa quý vị và các bạn, để chỉ biết món bồ câu quay nước dừa thì nguyên liệu và gia vị của chúng ta cần có: bồ câu làm sạch 4 con, dừa xiêm 1 trái, hành lá khoảng 2 cúc, tỏi băm, hành tím băm, ngũ vị hương, nước tương lisa, một số gia vị thông thường và một gia vị nữa, đó là hạt nêm ai di ngon. Trước tiên chúng ta phải ướp bồ câu trước. Hành lá anh sẽ đập chập, sau đó băm nhuyễn. Chúng ta phải băm cho hành lá ra nước mới được. Chúng ta sẽ ướp bồ câu với một ít hành lá băm, khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm, 2 muỗng cà phê hành tím băm, một chút ngũ vị hương. Rồi chúng ta cho một ít tiêu, khoảng nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê ai di ngon và một chút nước tương lisa. Sau đó chúng ta trộn hỗn hợp này cho thật là đều để cho gia vị được hòa tan hết ha. Sau đó mình sẽ thoa bên ngoài con bồ câu hả anh? Mình ướp vào bồ câu. Nhưng bồ câu chúng ta khi ướp thì nên cho ướp vào bên trong. Ướp vào bên trong hả anh? Đúng vậy, vì nếu chúng ta ướp bên ngoài bồ câu thì khi chúng ta quay sẽ làm cháy các cái gia vị. Đây là một ý kiến rất là hay đó anh Vũ. Quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị thực hiện món bồ câu quay tại nhà thì chúng ta hãy nghe theo lời anh đầu bếp Thanh Vũ đây, đó là chúng ta sẽ ướp gia vị ở bên trong con bồ câu. Như vậy thì gia vị bên ngoài sẽ không bị cháy khi chúng ta quay. Đúng vậy Minh Châu à. Bây giờ tất cả gia vị anh đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta sẽ ướp. Trước khi ướp bồ câu thì anh sẽ cắt bỏ các cái phần chân. Bây giờ chúng ta sẽ ướp bồ câu nhé. Bồ câu sau khi làm sạch để ráo thì anh sẽ cho một con, thì anh cho khoảng một nhúm gia vị như vậy. Dạ. Cho vào bên trong bụng. Quất đều bên trong. Đúng vậy, và mình thoa đều ở bên trong như vậy ha. Để cho gia vị được thấm. Rồi, sau khi ướp xong thì chúng ta để khoảng 30 phút thì cho gia vị được thấm kỹ vào trong bồ câu ha. Anh Vũ, hình như hồi nãy anh ướp thiếu một nguyên liệu thì phải. Em nhớ là mình phải có đường chứ anh, bình thường anh vẫn ướp đường mà. Em nhắc thì cũng hay đó. Thưa quý vị và các bạn, nhân Minh Châu nhắc là tại sao tôi không ướp đường trong món này. Vì món này chúng ta quay bằng nước dừa, trong nước dừa đã có sẵn vị ngọt rồi. Do đó khi các bạn làm món bồ câu quay dừa thì chúng ta không cần phải ướp đường vô nữa. Em nhớ rồi. Bây giờ bồ câu đã thấm rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chiên sơ. Phải chiên trước hả anh? Đúng rồi, chúng ta sẽ chiên sơ bồ câu trước, sau đó chúng ta cho nước dừa vào, quay từ từ ha. Để quay bồ câu thì chúng ta cần phải có một cái chảo sâu lầm một tí. Như vậy khi chúng ta cho nước dừa vào thì nước dừa mới thấm đều vào từng con bồ câu ha. Rồi bây giờ anh sẽ cho cũng khá nhiều dầu vào. Chúng ta sẽ bỏ từng con vào. Chúng ta sẽ chiên cho vàng. Bồ câu vừa vàng là được hả anh? Đúng vậy, bồ câu vừa vàng là được rồi. Khi bồ câu đã vàng thì bây giờ chúng ta sẽ tắt lửa, chút bớt dầu ra. Bây giờ chúng ta sẽ cho từ từ nước dừa vào thôi nha. Ban đầu chúng ta cho vừa sắp khoảng nửa con bồ câu thôi. Rồi, Minh Châu thấy bồ câu chúng ta gần sắp được rồi đó. Hồi nãy giờ anh quay cũng được 25 phút rồi. Khi chúng ta thấy bồ câu ngả màu mà vàng nâu như vậy là được. Anh chở đều lại bên đây ha. 25 phút rồi, bây giờ mình quay thêm khoảng bao nhiêu lâu nữa? Khoảng một chút xíu, khoảng 5 phút nữa là được thôi Minh Châu à. Rồi anh sẽ cho một ít cà chua.
Đó, một lá xà lách thôi. Ở đây chúng ta sẽ gấp bồ câu ra dĩa. Và anh sẽ chọn một con, cắt cái đầu trước, để cái đầu nằm ở dưới. Sau đó anh sẽ cắt đôi như vậy. Sau đó chúng ta để lên. Cuối cùng thì anh cho một ít vỏ cam lên trên cho nó có màu vàng ha. Hai cái ớt sợi có màu đỏ và một chút ngò rí. Thế là xong. Sao Minh Châu thấy như thế nào? Đầu tiên là em nhìn thấy là tất cả cái da bồ câu nó rất là bóng đẹp nè, mà em cũng ngửi được cái mùi thơm rất là đặc trưng của bồ câu. Rồi anh có biết không, em còn cảm nhận được là cái nước sốt nó rất là sệt, mà chắc chắn là sẽ là một phần rất là ngon trong bữa ăn gia đình nữa đó. Anh sẽ bổ sung thêm một tí. Yêu cầu thành phẩm của món ăn này, tức là da bồ câu, thì chúng ta quay xong phải có màu vàng nâu như vậy. Khi ăn vào thì vị vừa ăn và có vị béo từ nước dừa, và thịt phải chắc và mềm. Với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày qua số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 061-383-4455. Và quý vị cũng đừng quên cho chúng tôi biết những ý kiến đóng góp của quý vị để Minh Châu, anh Vũ cũng như tất cả những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày có thể ngày một hoàn thiện mình hơn, đem lại cho quý vị những chương trình hay hơn. Còn bây giờ Minh Châu và anh Vũ phải nói lời tạm biệt với quý vị thôi. Xin chúc quý vị có một ngày thật vui và có một bữa ăn thật ấm áp bên gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.